Đây là bài 5 trong loạt bài tiếng chuông giao tiếp của hội quán Tam Thế. Hãy nghe phần hội thoại và giải thích từ mới trước khi học phần này. Hãy nghe từ có thể. Cửa gì? Cửa. Cửa. Gì? Gì? Cửa gì? Cửa gì? Hãy nói có thể. Cửa gì? Cửa gì? Hãy nói tôi có thể uống không? 我可以喝吗? 我可以喝吗? Tôi có thể uống cà phê Việt Nam không? 我可以喝越南咖啡吗? 我可以喝越南咖啡吗? Bố mẹ tôi có thể uống cà phê Việt Nam không? Bố bà má có thể uống cà phê Việt Nam không? Bố bà má có thể uống cà phê Việt Nam không? Hãy nhắc lại cà phê Việt Nam ngon. 越南咖啡好喝。越南咖啡好喝。 Tôi có thể uống cà phê Trung Quốc không? 我可以喝中国咖啡吗? 我可以喝中国咖啡吗? Hãy thử trả lời được, có thể. 可以 可以 Anh có thể uống cà phê Việt Nam. 你可以喝越南咖啡 你可以喝越南咖啡 Hãy nghe từ vào. Chìn lại. Chìn. Chìn. Lại. Lại. Chìn lại. Chìn lại. Từ lái ở đây đọc thanh nhẹ. Chìn lại. Chìn lại. Chìn lại có nghĩa là vào hoặc vào đi. Trong đó từ chỉn có nghĩa là vào, lái ở đây chỉ phương hướng. Có thể vào được không? 可以进来吗? 可以进来吗? Hãy nghe từ mời. 请 请 Mời uống. 请喝 请喝 Mời vào 请进 请进 Khi nói một cách tùy tiện có thể nói là vào đi. Dùng từ 进来 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 Ví dụ hãy hỏi, có thể vào được không? 可以进来吗? 可以进来吗? Hãy nói vào đi. 进来 进来 Hãy nói mời vào. 请进 请进
Các anh mời vào. 你们请进。你们请进。